Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giới thiệu về trường. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập ngày 25 tháng 1 năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Lúc đó, trường được đặt trong hệ thống Đại học Nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 1958, trường được đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục. Tháng 1 năm 1965, đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Nguyễn Đình Tứ ra quyết đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1989, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được chính phủ giao thực hiện 3 nhiệm vụ chính là Tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô và phi mô Đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở bậc đại học và sau đại học Đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn luôn giữ vững vị trí là một trong những trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh lớn nhất ở Việt Nam. Bên cạnh các chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường cũng thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh cho các nhà quản lý các doanh nghiệp và các cán bộ kinh tế trên phạm vi toàn quốc. Ý nghĩa logo Đại học Kinh tế Quốc dân. Logo trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thể hiện bằng hình tròn, được xây dựng trên ý tưởng của nền quả địa cầu màu xanh da trời, ba quyển sách mở tượng trưng cho ba lĩnh vực quan trọng của xã hội về quản lý, duy trì và phát triển bền vững nền kinh tế quốc dân là thiên nhiên, địa lý, địa chất, chủ thể con người, đối nhân xử thế, hàm ý là thiên, địa, nhân được thể hiện bằng màu trắng. Bản đồ Việt Nam biểu tượng quốc gia bao gồm đất liền, chủ quyền biển đảo được cách điệu, thể hiện màu đỏ. Bản đồ Việt Nam thể hiện trong logo còn hàm ý là vai trò trọng điểm hàng đầu của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Hình tượng bánh xe năm răng, thể hiện màu đỏ, tượng trưng cho nền công nghiệp Việt Nam hiện đại phát triển theo hướng công nghiệp hóa. Hình tượng hai nhánh lúa, mỗi nhánh có 25 hạt, tượng trưng cho nền nông nghiệp Việt Nam đang trên con đường hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thể hiện màu vàng. Hình tượng này hàm ý có sự cung ứng nguồn lực quan trọng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dòng chữ phía trên là tên trường Đại học Kinh tế Quốc dân thể hiện màu xanh da trời, tên gọi được rút gọn và tượng trưng cho xu thế phát triển một đại học lớn, giữ vai trò trọng điểm hàng đầu của Việt Nam dòng chữ phía dưới neu là viết tắt của tên trường bằng tiếng anh national economic university thể hiện bằng màu trắng đặc trưng cho quan hệ hợp tác quốc tế của trường trong điều kiện hội nhập quốc tế và giáo dục đào tạo hiện nay